Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ hai ngày 28 tháng 5 năm 2018. Đến với chương trình Good Morning Washington DC, hôm nay gồm có. Phần 1 là điểm tin về an ninh mạng tại Việt Nam. Phần 2 sáng hôm nay là buổi phỏng vấn đặc biệt của nhà báo Phạm Trần và đức cha Nguyễn Thái Hợp. Để mở đầu chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin về dự luật an ninh mạng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp bàn thảo và lên kế hoạch an ninh mạng để nhằm đàn áp các tiếng nói đối kháng trên các hệ thống Internet. Theo báo người Việt, Cộng sản Việt Nam bất chấp phản đối luật an ninh mạng Việt Nam tin từ Hà Nội Việt Nam. Dự luật an ninh mạng được bàn luận tại Hội trường Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 và có thể sẽ được thông qua vào ngày 15 tháng 6 tới đây bất chấp đang có nhiều phản ứng gây gắt của giới quan sát trên mạng xã hội. Reuters hôm 24 tháng 5 cho hay ông Jeffrey Jurich, Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ, đã nêu mối quan ngại về dự luật này trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây. Theo hãng tin này, ông Jurich nêu lên lo ngại rằng luật an ninh mạng sẽ đem lại những hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Facebook, Google và các công ty toàn cầu khác đang phản ứng lại trước các quy định trong dự luật yêu cầu họ lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương và mở văn phòng tại Việt Nam. Nhưng các công ty này không đưa ra quan điểm cứng rắn tương tự về các quy định trong luật an ninh mạng nhằm giúp Hà Nội tăng cường trấn áp tiếng nói của giới hoạt động trên mạng. Reuters tường thuật, một trong những điểm đáng chú ý của dự luật này là cấm đăng tải những nội dung tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và kích động bạo động hoặc gây rối trật tự công cộng. Đây là những cụm từ mà theo giới hoạt động miêu tả là mơ hồ và có thể được tận dụng để quy chụp các blogger đấu tranh ôn hòa thành tội phạm tiềm năng. Trong khi đó, báo Thanh niên cho hay Hội truyền thông số Việt Nam VDCA đã gửi một số kiến nghị về luật an ninh mạng tới Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. VDCA kiến nghị bỏ quy định về địa phương hóa dữ liệu. Theo các phân tích kinh tế, nếu thực thi nghiêm ngặt quy định về lưu trữ dữ liệu đặt máy chủ tại Việt Nam thì có thể làm giảm 1.7% tăng trưởng GDP, giảm 3.1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Một quy định trong dự luật còn yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng với lý do người dùng đăng tải trên không gian mạng các nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước kích động gây bạo loạn phá rối an ninh gây rối trật tự công cộng làm nhục vu khống xâm phạm trật tự quản lý kinh tế vdac cho rằng việc xác định các hành vi được liệt kê trong luật là chưa đủ rõ ràng quy định này có thể gây rủi ro xâm phạm các quyền chính trị kinh tế cơ bản của công dân báo này cho biết thêm Hôm 25 tháng 5, trả lời nhật báo người Việt, luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế giới Luật Pháp Sài Gòn nói: "Tôi chưa có thời gian đọc kỹ về dự luật an ninh mạng nên không thể nói chi tiết về những ảnh hưởng của luật này được. Tuy vậy ở Việt Nam, việc làm luật thì việc bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ được đặt lên hàng đầu. Nên nhiều khi các điều luật quy định bất hợp lý và cản trở sự phát triển của xã hội vẫn được Quốc hội thông qua." Ở Việt Nam, pháp luật là sản phẩm của giai cấp thống trị, phản ánh ý chí của giai cấp thống trị chứ không phải là việc ghi nhận các quy luật tự nhiên. Quy luật kinh tế, xã hội. Do đó, nhiều đạo luật vừa mới ra đời thì sau đó phải sửa đổi, bổ sung. Chỉ khi các vi phạm pháp luật được ban hành mà phù hợp với các quy luật thực tiễn và thông lệ thì mới ổn định và tồn tại lâu dài. Còn pháp luật mà để phục vụ ý chí chủ quan của một nhóm người nào đó, thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội, ông nói. Việt Nam lấy nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng, hệ quy chiếu. Nên nếu nói về khả năng làm luật cũng như kỹ thuật luật pháp của Việt Nam hiện nay là rất kém. Chỉ khi nào có bầu cử tự do, không còn kiểu đảng cử, dân bầu và hơn 50% số đại biểu quốc hội không phải là đảng viên thì lúc đó sản phẩm lập pháp mới tốt được, ông nói thêm. Và tiếp theo là một trích đoạn từ bài phân tích luật an ninh mạng, đừng để Việt Nam trở thành kẻ thù của các giá trị tiến bộ của nhà báo Huy Đức. Trong lịch sử hơn 20 năm có internet, năm 1997 đến 2018, chưa bao giờ lợi ích quốc gia, dân tộc và tự do của người dân bị đe dọa lớn hơn những gì đang được chuẩn bị trong dự luật an ninh mạng. Điều đáng lo ngại là chính phủ và các đại biểu quốc hội chưa nhận thấy nguy cơ tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Nguy cơ đi ngược lại những nỗ lực của chính phủ và chống lại sự tiến bộ của người dân nếu thông qua dự luật. Khi thương thảo lại để ký Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) thay thế TPP, Việt Nam đã đồng ý từ cấp tối cao không buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet đặt máy chủ lưu giữ trữ liệu tại việt nam dự luật này lách bằng cách đòi lưu trữ tại việt nam các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại việt nam google facebook vẫn đang có máy chủ đặt tại việt nam nhưng đó là lựa chọn của họ thay vì bắt buộc có cách nào để không đặt máy chủ mà lưu trữ được dữ liệu tại việt nam đòi hỏi này nếu quốc hội bị qua mặt và thông qua sẽ trở thành vấn đề danh dự của một quốc gia trước những điều mình cam kết, chứ không còn là những mẹo vặt ở tầm trinh thám An Nam nữa. Theo một báo cáo mà cơ quan an ninh soạn thảo cung cấp cho các đại biểu quốc hội, thì chính sách an ninh mạng của Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc, được tham khảo nhiều nhất trong dự luật này. Tuy nhiên, ngay cả những quốc gia thù địch nhất với Internet đó cũng không trao cho cơ quan công an quá nhiều quyền như dự luật mà Quốc hội Việt Nam đang thảo luận. Dự luật định trao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền yêu cầu chặn xe, xóa các thông tin mà lực lượng này cho là tuyên truyền chống nhà nước và yêu cầu các mạng ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet cho người có các bài viết đó chỉ có tòa án mới có quyền tuyên bố hành vi nào là tuyên truyền chống nhà nước. Nếu Việt Nam có tính tới yêu cầu buộc gỡ các fake news trên mạng xã hội thì cũng chỉ nên tiến hành sau khi có phán quyết của tòa. Nếu để cho các quan chức của Bộ Công an và Bộ Thông tin đưa ra các phán quyết đó thì trong thời gian vừa qua những sai phạm ở Bộ Thông tin trong vụ MobiFone, AVG ở Bộ Công an trong vụ Vũ Nhôm, vụ các tướng chủ mưu đánh bạc liệu nhân dân có cơ hội mà bàn đến đặc biệt dự luật không những không bảo đảm an ninh mà còn đe dọa quyền tự do cá nhân của người dân khi yêu cầu các công ty dịch vụ internet cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc bộ công an khi có yêu cầu bằng văn bản phải thừa nhận rằng không phải là không có những tội phạm sử dụng internet để thực hiện các hành vi phạm tội nhưng không ai đe dọa sự tồn vong của chế độ bằng chính những tên tham nhũng đang nắm quyền trong chế độ chưa chắc những quan làm báo chân dung quyền lực là do các thế lực thù địch với chế độ vận hành không chỉ mang lại biết bao tiện ích về kinh tế internet đã giúp cho người dân thực hiện được những quyền tự do mà báo chí nhà nước không thể cung cấp tuy điều đó có làm cho bọn tham nhũng khó chịu nhưng đồng thời cũng mang lại cho chính quyền một gương mặt sáng sủa hơn. Dự luật này không hề mang lại lợi ích gì cho nước cho dân, cả chính trị và kinh tế, mà chỉ giúp cho bọn tham nhũng đang bị truy đuổi hơn 2 năm qua có khả năng lật cờ trỗi dậy. Cho dù đã có nhiều cải cách, Việt Nam vẫn đang được thế giới xếp vào hàng các quốc gia có rất ít tự do. Đừng đi tiếp xuống đáy bằng việc thông qua dự luật này đừng để Việt Nam trở thành kẻ thù của những giá trị mà loài người đang coi là tiến bộ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin, Thanh Trang xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.